cái chị đọc nó kêu đang lắc lắc cái đầu mày quá quá đẹp rồi dính chở luôn rồi hên quá ra quanh đây hay quá ra quanh đây rồi chuẩn dữ vậy buổi ngày vắng được chứ buổi đêm là bó tay đâu ta đây tuyệt vời nha các bạn lụm đột cây hả chân rồi trên nó còn nữa hả trên cây hả chết rồi đúng không vô được không vô nhà cổng mở mà chim chết trên cây rồi nè các bạn mụn cu nha Hai muộn cu nha các bạn. Chúng đâu anh? Chúng đâu vậy? Xuyên ngang người hả cái vậy rồi bên mở bán đường còn nữa kìa đi bầu này bắn bắn đứng đây bắn đi không được đi đi tiếp tục về bắn nhiều lắm à anh qua bắn đi nó bay á cọc nè các bạn cho em thả ké gì đi chưa rồi gục từ từ em rồi lụt từ từ em rồi gớt con cọc rồi đó còn em đang vô tầm em quất luôn rồi ba con bốn con rồi con nó trúng luôn rồi đó vô lượm con kia không biết nó còn bay được không hả không biết nó còn bay được không đâu rồi anh nó bơi chổng rồi đúng không đúng rồi dí nó đó chứ ai bước luôn bắn lẹ hai con gọc nữa các bạn ơi chạy em vòng bên kia đi con chạy được kìa đi đường này được không đúng được con cọc nữa bạn đâu rồi nó mất tiêu rồi á hả
rồi ta. Nó bắt một con cùng cục rớt rồi các bạn. Chú mất tiêu rồi. Hả? Cái này cái mưa nước đúng không? Ừ. Xuống đây chắc luôn. Xuống đây nhưng mà nó lủi đâu nè. Nó mất tiêu rồi. Hả? Chạy đâu ta? Nó uổng. Bắn từ trên cây đó các bạn. Ở chú đây luôn. Có không anh? Ở vui. Đây các bạn. Bắn rừng cùng cọc. Anh bìm bìm vô kiếm con cùng cọc mà xách ra quá trời cọ luôn kìa. Trời ơi là trời. Ba ông ngồi chờ há mồm nè. Đó. Ngồi uống cà phê. Uống hết mấy chai nước luôn rồi. Rồi coi cò mấy ông sách kìa. Trời ơi. Trời ơi là trời. Mấy con? Hai con đó, hai con rồi đó. Hai với hai là bốn con. Trời ông vô ông lụm con còng cọc mà ông nội. Không có lụm đỡ con cò ra chỗ quê. Mấy con cò này chết oan vô con còng cọc nè. Trời ơi là trời. Còn kinh nữa là còn bắn nữa đó. Mấy con. Thôi hai con vô đầu nè, em mượn á. Hai con này vô đầu nè. Hai các bạn. Còn gần nữa phải không? Ngồi ở đây đợi một gấu luôn. Con gấu kia, con gấu kia. Đây, em mượn hai con thôi. Hai này đó em ai bắt? Con này vô ngực. Con này vô bụng. Thì hai con còn nhỏ xíu ha. Thôi em đi về đây, em đủ rồi. Dạ dạ dạ. Đủ rồi, đủ rồi. Kiếm con cọc không có. Đúng gà mà cái pha hồi nãy em bắn đó, chúng cái nhánh cây sẵn rồi, rẻ anh đôi luôn. Thôi rồi, cái hậu có nhánh cây là chết còn nữa rồi. Dưng vô lụm cùng cầu được 4 cò, xa một. Mấy con. Là lao thiệt chứ. Rồi được rồi. Rút mình cu nhí nha các bạn. Anh này sẽ đỡ bắn nè. Ơn trời, cậu đâu rồi? Chắc rớt xuống sông rồi quá. Đâu rồi ta? Không thấy à. Rồi, rụng rồi. Gục rồi đó. Tuyệt vời. Ê, bay rồi. À, con nữa hả? Ủa, tốt không? Ê, cái này sâu không? Đẹp lỗi. Đến đầu gối á. Đây này, đi luôn, đi vào cỏ chắc em. Ok. Đây này, đi ngoài lối trên thì xuống rồi. Cỏ này. Biết chúng đâu mà nó cục luôn rồi. Cỏ. Hả? Anh canh cái là chỗ cỏ, chỗ ức á. Cỏ hả? Sợ nó bay quất cái cỏ chắc. Rồi đi trên đất. Sắm lên cỏ á. Đi trên đất cho chắc. Đù. Êm ạ. À. Từ từ. Để lấy đồ ra đi. Sâu đó anh. Nè nè. Ba cái nha, chìa khóa với cái đó cái gì. Thả con nữa các bạn. Này là cái tội núp ná thủ đúng không? Đây các bạn.
con nào ra tới đây nó bay mới buồn cười nè. Cổ ngang cổ nữa các bạn. Cua à, mình xui mình xuống ngay cái lỗ này nó sâu quá chứ, ngoài đây đâu sâu đâu. À ngay đây có cái hào thì ra là thế. Đây về chân đây. Con này con bự chứ đâu phải con nhỏ. Con hồi nãy là nó nhỏ hơn nữa đó. Con vừa lấy lúc lúc hả? Ừ. Con đỏ xa lấy đâu ta. Đây các bạn. Ngay gần cổ này. Rồi, rớt rồi. Bay rồi. Đâu rụng đâu anh. Nó bay rồi. À, mới bay con. Chưa ra đang chung rồi. Cái rơi ra sau bắn được. Chỗ nào ta? Rút nguồn cu nữa các bạn. Dây này đây đây rồi rồi chúng đầu gì không chết chết ngắt luôn rồi bông cu nha các bạn thịt kỳ kì quá trời luôn kìa bắn ta. Rớt đâu? Rớt rồi, thẳng rồi kìa. Rớt lên kia hả? Đây này. Ờ, qua lùm đi. Rớt cù nữa nha các bạn. Rồi, còn kìa. Còn một cây luôn. Rết đâu? Cú rết đâu đây nè. Cú gì anh? Cú cườm hay là cú nhí? Đây thêm cú đánh bụt với mày à. Xòe đuôi trắng trắng ấy. Cứ kiếm. Qua cái cây xanh đó chưa? Hả? Qua cái cây xanh đó chưa? Qua cây mà anh gì nó đến đây nè. Nó rớt nó không này nè. Đây à. Đúng người đúng không? Ừ, câu này chắc 30 mét à. Từ đó bay đó. Từ ngọn cây á. Ờ, từ ngọn cây kia các bạn. Ừ. Một 30 mét á. Thì mưa rồi kìa. Hồi nãy còn nó đậu đây nguyên cây luôn nè anh. Ờ, thì nó ở đây mà. Ừ. Tối soi quá. Nãy em nghe ọt. Găm bi vậy, găm bi vậy hay là đi đâu? Nè mất mấy cọng luôn đít vô trong đây luôn. Không có xuyên không? Có chứ. Xuyên lên trên á. Hình như găm bông. Găm vô trong. Nó mới bay cố được á. Bắn con gần đi. Hay bắn xa đi. Anh Đăng, đếm nha. 1, 2. Rồi con ngon nằm kìa. Ơ, sao con nó nằm luôn rồi? Thiệt bộ. Ê, sao nó không bay vậy? Ê. Phải không? Phải đó không? Phải cái bịch. Nó con cò đó nhưng mà sao không bay chứ. Nó trúng mẹ rồi không? Ê. Ê hình như trúng á. Cái cánh hình như trúng á. Ê. Trúng. Ừ, đúng không? Hay nó dính bẫy. Anh ra anh coi nếu mà bẫy thì đừng bắt nha. Mình mới bắn cái không biết là dính bẫy hay cái gì mà nó nằm ngoài luôn rồi.
dính bẫy thì đừng có bắt nha. Ủa nó bay rồi. Bay rồi, bay rồi. Ôi không phải dính bẫy, con đó mình bắn trúng nó. Bay rồi, bay rồi, bay rồi. Đây ra đó chắc phải 120 mét á. Ủa bắn lùi luôn kìa.